Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nghe nhạc trên YouTube khi tắt màn hình nha, trên iPhone. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á, thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Safari nha. Các bạn không được vào ứng dụng YouTube như bình thường nha. Các bạn vào cho mình ứng dụng Safari trên iPhone nè. Sau đó các bạn bấm vào tìm hoặc nhập tên web nha. Các bạn ghi là youtube.com. Sau đó các bạn bấm vào đi nha, cho nó vào cái trang web YouTube này. Rồi bây giờ các bạn bấm tìm cái bài nhạc mà các bạn muốn nghe, ví dụ là như vậy nha. Rồi sau đó mình sẽ vào cái trang đây, mình sẽ nghe một cái bài nhạc nào đó. Rồi thì sau khi các bạn vào á, thì nó đã phát nhạc này nè. Bước này các bạn bấm vào cái nút nguồn các bạn tắt nha. Rồi sau đó các bạn bấm mở màn hình lên. Thì lúc đầu tiên mình làm thì thường là nó sẽ không phát nhạc nha. Bây giờ các bạn mở khóa lên, các bạn bật lại, sau đó các bạn tắt. Rồi các bạn mở lên nha, thì nó đã có nè. Bây giờ các bạn bấm vào đây để phát nhạc nha. Đó, các bạn thấy chưa? Còn một cách nữa, xíu nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Bây giờ nó đã tắt màn hình rồi nè, nhưng nó vẫn phát nhạc lên đó nha. Bây giờ mình sẽ xác nhận file đi nè, để mở khóa. Rồi mình còn một cách tiếp theo mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn, là các bạn bấm vào cái chữ A nhỏ A lớn nè. Sau đó các bạn bấm vào yêu cầu trang web cho máy tính nha. Rồi bước này các bạn bấm mở nhạc nha. Sau đó các bạn bấm tắt. Rồi các bạn bấm mở màn hình lên. Thì lúc đầu á, thì mình thấy nó chưa có xuất hiện nha. Nếu như bạn nào mà nó có xuất hiện cái chỗ phát á, bây giờ mình sẽ tắt một lần nữa nè. Mình tắt lần nữa mình bật lên thì nó có nha. Các bạn bấm vào đây là nghe được rồi. Bây giờ các bạn đợi một chặp sẽ tắt màn hình. Hiện tại đang khóa rồi nha. Bây giờ mình tắt màn hình thì nó vẫn phát nhạc nha. Đó các bạn thấy chưa? Rồi, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn các cách để mà có thể nghe nhạc trên YouTube khi tắt màn hình trên iPhone nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy hay cũng như là hữu ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.